quân đội quốc gia không làm cho Mo có cảm tình. Thật vậy sao sơn? Thoa nổi nóng mà làm gì? Thằng nhỏ thức bây giờ. Mo hát Thoa nghe nhé. Đại Bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dựng chổi lắng nghe. Đại Bác đêm đêm ru da thịt vàng, Đại Bác nghe quen như câu dạo buồn. Trẻ thơ chưa lắm về thấy quê hương, hàng vàng tấn bom trục xuống ruộng đồng. Hàng vàng tấn bom. Cái gì đó? Bác Chính với cô Út đi đâu đó? Hãy ngồi yên. Đứng lại, mày biết tội của mày chứ. Nhưng bà là ai? Là người mà chú nói cái mạng còn lớn đó. Đây, sau lưng. Xin cô đừng bắn tôi ở đây, trước mặt vợ con tôi. Trước đây mày đã từng bắn giết, mày đã chôn sống ông Tám. Mày có nghĩ được như vậy không? Còn chị bồng đứa nhỏ. Thôi đi, anh. Còn anh, nếu anh muốn làm nhân chứng, xin mời anh đi với chúng tôi. Anh ơi, anh ơi. Sáu ơi, xin cô thương mẹ con tôi mà tha tội cho anh. Chị hãy đứng lên dỗ cháu đi, đừng để cháu sợ. Chỉ có con đường đói công chuộc tội mà thôi. Xin cô cho tôi được nói lời cuối cùng. Chúng tôi đang giữ anh Năm Bờ, người chồng chưa cưới của cô. Vậy chúng ta trao đổi. Long, ông nên nhớ, chúng tôi đến đây đâu chỉ vì một mạng người. Cho đến bây giờ mày vẫn chưa hết ngu xuẩn. Mày thì mày chỉ nghĩ đến mạng sống cho riêng mình. Mày không nghĩ đến tính mạng của hàng trăm con người ở chi khu đang bị bao vây sao? Long. Cháu à, 30 năm trước, với đôi tay này, dì đưa cháu ra đời. Và bây giờ, cũng với đôi tay này, dì muốn đem cháu trở về với cách mạng. Cháu hãy kêu gọi hết binh lính của cháu ra đầu hàng đi. Cháu hãy nghe dì. Kìa, vợ cháu đang bị ngất. Hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, chỉ huy trưởng chi khu, có đôi lời cần thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu,
Hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long. Chỉ huy trưởng vì anh nào không cần tôi bắn chết bỏ. Đôi lời. Bạch mã qua thung luôn. Thung luôn, lấy bạch mã. Đại quý chỉ huy trưởng của chúng tôi đã đầu hàng quân giải phóng, đang kêu gọi anh em binh sĩ dưới quyền buông súng đầu hàng. Dạ, anh em binh sĩ đã hưởng ứng đầu hàng quân giải phóng. Xin quý giật ngay. Ok. Hola. Báo cáo anh Sáu, địch trên chiến khu kêu chiến hạm Mỹ hủy diệt chiến khu. Alo, anh Bái Khai đâu? Lệnh trung đoàn, cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chiến khu. Cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chiến khu. Đồng thời, cho một đơn vị đặc biệt phụ trách phá cửa trại giam sớm hơn giờ quy định. Và cho chiếc xuồng gắn máy do bé Ba đặc trách sẵn sàng làm nhiệm vụ.
miêu của họ đẹp biết chừng nào.